Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một video rất là đặc biệt. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nó trở nên đặc biệt. Bây giờ đang là 1 giờ 21 phút đêm. Nhưng mà con thì bố làm video nào? Và đây cũng là một cái điều đặc biệt nữa. Nhưng cái điều đặc biệt này ấy, mình sẽ để trong một video nào đấy khác. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một cái video chưa từng có từ trước đến nay. Các bạn đã từng xem những cái video như là một ngày cuối tuần mình làm gì, một ngày làm việc như thế nào, một ngày đi chơi ra sao. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình làm một cái video là một buổi đêm của mình như thế nào. Có một sự thật đấy là một ngày làm việc của mình thì nó bắt đầu vào lúc 1 giờ đêm, chứ nó không bắt đầu từ 8-9 giờ sáng như bao nhiêu người khác. Và đa phần những công việc của mình sẽ giải quyết vào buổi đêm. Đó. Các bạn lại thắc mắc là thế sáng làm cái gì mà không làm việc mà đêm phải làm việc? Thì thật ra buổi sáng mình rất là bận. Buổi sáng mình bận gì ta? Có điều gì đặc biệt mà chúng ta có thể làm vào buổi đêm nhỉ? Đương nhiên rồi, chơi game. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chơi game. Mặc dù mình đang có rất là nhiều tựa game đang xếp hàng chờ, một đống game Switch ở kia, mấy game ở trên PC mới mua nữa. Nhưng mà chơi game quá nhiều không tốt đâu. Chơi game nhiều thôi, đừng chơi game quá nhiều. Vì đêm nay mình có rất nhiều việc phải làm, thế nên là thay vì việc chơi game, chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào luôn. Đấy là đi xem một bộ phim nào các bạn. Nghĩ sâu từng ngày xem mấy cái phim mình đang xem ở đây nhá. Tuyệt phẩm luôn. Mấy hôm nay mình đang xem lại 8 phần Star Wars chứ. Chuẩn bị đi xem phần 9. Đó, hôm nay thì mình xem đến phần thứ 8 rồi. Mình xem nguyên một tuần trời hôm nay rồi. Đó, yeah. Nên thật ra thì mình không thích mấy cái phần mới lắm. Nếu như so với mấy cái phần original ấy thì mình thích mấy phần original hơn. Bây giờ dạo này thì mình đang xem cái thế này, The Mandalorian. Ui, đỉnh cực kỳ. Các bạn nào mà là fan của Star Wars ấy thì mình recommend là xem ngay bây giờ vì nó quá là đỉnh luôn đi. Đây, Star Wars The Mandalorian. Bồi rất là hay, rất là đỉnh. Còn ở trên Netflix thì dạo đây mình đang xem series này, Modern Family. Ui, xem kiểu cười rụng rốn luôn ấy. Cái đợt trước thì mình có xem hết How I Met Your Mother này, xem hết Big Bang Theory này, xem hết Friends này, thì mình kiểu bị hụt hẫng ấy. Mình không biết là phải xem cái series hài gì tiếp theo. Thì may mắn thay là mình đã tìm được Modern Family. Mình là một cái kiểu mà mỗi khi mà mình ăn cơm thì mình phải xem cái gì đấy ấy. Mình phải có một cái bộ phim gì đấy để mình xem, hoặc mình phải có một cái video gì đấy mình xem. Thì đây là series ăn cơm của mình và bạn Quy nữa. Và bây giờ thì 2 giờ hơn gần 2 rưỡi rồi. Bây giờ sẽ phải quay trở lại công việc. Bây giờ thì mình sẽ phải trả lời rất rất nhiều những cái mail liên hệ hợp tác. Xong rồi tí đã phải ngồi lên content, lên nội dung để làm video cho mọi người xem. À, mình đang đắn đo về cái việc là có nên giveaway cái bộ này không. Đó, mình vừa mới được gửi vào sáng hôm nay. Thì đây là, thứ nhất con cái này chứ đi. Mình cũng đang phải làm nội dung cái này để làm video cho mọi người xem. Thì đây là một con chuột đến từ Logitech với tên gọi là Silent Plus M330. Thì đây là một con chuột mà Logitech có gửi tặng mình. Và cái giá cái chuột này ấy, mình nghĩ là mọi người sẽ hơi sốc ấy. Đường link sẽ để phía bên dưới. Đúng rồi đấy. Nửa đêm nhưng mà không quên là làm video kiểu quảng cáo tí cho mọi người xem. Rồi, sơ qua một chút đi. Con chuột này, đây, đóng hộp rất là xinh. Thật ra thì mình rất là thích những cái chuột kiểu dạng không dây như này đến từ Logitech. Trước đây thì đã có một cái series nó gọi là series Marvel ấy. Mình ở trước mình có cái chuột Spider-Man bị thó mất rồi. Mình rất rất là thích những con chuột đấy. Giá rất là rẻ, rất là phù hợp với đại đa số chúng ta. Và đương nhiên con chuột mà mình được gửi video để làm cho mọi người xem thì nó cũng sẽ phải rất rất là đặc biệt. Vậy thì nó đặc biệt như thế nào? Và với cái mức giá này thì mình nghĩ là mọi người sẽ phải bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên ấy, đấy là giật cái này ra kiểu gì vậy? À, bóc siêu. Cái điểm đặc biệt của con chuột này ấy, đấy chính là nó không hề gây ra bất cứ một cái tiếng ồn gì. Và cũng chính là lý do vì sao mà mình nửa đêm mình lôi ra cho mọi người xem, mọi người nghe này. Đó, mình bấm mạnh hết cỡ thì mình nghe thì cái tiếng gọi là nhỏ nhỏ tí thôi. Đó, nó rất là êm. Thế mới gọi là Silent Plus ấy. Bấm không nghe ra một cái gì luôn. Đây là cái tính click chuột bình thường con chuột của mình hay dùng. Đó, mọi người nghe thấy không? Nó click nghe rất là rõ.
Ui, đỉnh nha, đỉnh nha. Cái con chuột này ấy, các bạn nào học sinh sinh viên ấy mà các bạn đi học đi làm thì thứ nhất nó rất là nhỏ gọn, bé tí trong lòng bàn tay thôi, rất là bé. Thứ hai là kết nối cắm vào là dùng luôn. Mà đối với những bạn nào hay cần phải làm việc ở những cái chỗ như là thư viện này, hay là chỗ đông người này, hay trong lớp học này hay gì đấy ấy, thì đây là một lựa chọn rất là hay. Ui, bởi vì nó êm cực kỳ ấy. Nó được một cái chứng chỉ gì đấy không nhớ lắm, cái chứng chỉ gọi là công nhận con chuột này rất là thân thiện và không hề ô nhiễm tiếng ồn. Đó, nghe này. Đương nhiên rồi, mình làm video cho mọi người xem thì phải chọn những món đồ đặc biệt chứ. Rồi, thì thử cảm giác là di qua di lại coi. À, một cái điểm nhận ra ấy, cái này, cái click chuột này này. Cảm giác các bạn bấm xuống thì nó như chuột bình thường, nhưng mà tiếng ồn thì lại không hề cái tiếng gì ấy. Theo như nhà sản xuất công bố thì con chuột này, cái tiếng ồn của nó là giảm đến tận 90%, có thể hoạt động xa được đến 10 mét. Mà cái sensor ở đây cũng là một cái sensor với chất lượng cao. Để sáng mai mình sẽ ra để cho mọi người thử trong văn phòng, bấm thử cái con chuột này để xem cái cảm giác của mọi người như thế nào khi mà thấy một con chuột nó êm như thế này ấy. Em chẳng nghe thấy gì cả. Uầy, không nghe thấy gì thật. Em cố ấn mạnh lắm rồi nhưng mà không nghe thấy gì. Kêu cũng bé. Để sát sát tai thì vẫn nghe thấy kích kích, nhưng mà này êm lắm rồi. Chả nghe thấy cái gì cả. Giờ thì tua ngược thời gian nào. Tua ngược thời gian. Anh làm gì đấy? Tua ngược thời gian. Ok, giờ bây giờ thì hơi đói rồi. 3-4 giờ sáng rồi, đói lắm rồi. À, bây giờ mình sẽ show cho mọi người xem là cái tủ lạnh nhà mình có những cái gì, và những cái món đồ ăn vặt hàng đêm của mình là gì, và vì sao mình thức đêm liên tục, và nó lại khiến cho mình kiểu càng ngày càng đẹp trai như này. Thì mình sẽ show rất là nhanh cho mọi người xem nhá. Đây, đi xem cái tủ lạnh nhà mình. À, quên mất chưa khoe mọi người. Đây là cái bóng đèn mà mình mới mua để mà quay video cho nó đẹp hơn, cho nó sáng hơn. Bóng đèn Yongno. Ở đây, đây rồi. Có ngay đồ ăn đêm đây rồi. Không quảng cáo, không quảng cáo nhá. Che ngay đi. Đây. Cái này là của editor đẹp trai, là editor giàu ngầm của mình, có mua hộ mình hai túi hạt rẻ Sapa, lặng lẽ Sapa. Thì nó sẽ bóc ra luôn, mình sẽ có hai túi. Các bạn nhìn này, hạt rẻ, thế này mới gọi hạt rẻ, chất lượng đỉnh cao. Cảm ơn em nhiều cho Thắng, bắn tim. Đây còn có thêm snack mực này, cái này mua ở tiệm ăn vặt. Rồi, còn trên này thì có cái gì, mình ở một mình ấy, thế nên là cái phòng bếp nó cũng khá là nhỏ thôi. À đây, đây là cái món khoái khẩu mà mình rất là thích ăn để buổi đêm. Không quảng cáo gì nhá, mình nói trước không hề quảng cáo gì hết. Nhưng mà mình rất là thích cái bánh này, cái bánh lỗi mình có ăn ấy, mình cực kỳ thích. Mình phải mua đến một túi bóng rất là to này, một đống luôn, nhiều lắm. Đó, về để mà ăn dần ấy, mình rất là thích cái bánh này. Nhưng bạn Quỳ thì bạn ấy rất là ghét cái bánh này, mình chẳng hiểu vì sao. Còn đây là cái tủ lạnh của mình, ui, nhiều đồ quá, nó che trong cái đèn rồi. Đó, có xúc xích này, để bao giờ đói thì sẽ nấu mì tôm ăn. Monster đây, cái này không thể thiếu này. Ui, mình rất là hay uống cái này vào buổi đêm để mà có sức làm việc ấy. Có lần mình uống một cái lon này xong rồi mình thức đến tận 5-6 giờ sáng mới không ngủ được luôn. Monster Energy. Xong rồi trứng này, nấu cơm KitKat lần trước quay video, Yakun này. Đó, cà phê, cà pháo. Nói chung là rất là đầy đủ những cái món để khiến cho mình đẹp trai như bây giờ. Bây giờ chắc sẽ ăn cái bánh này, xong uống cốc Yakun này, xong rồi sẽ ra làm việc tiếp. Một phần công việc về đêm đây, đây để trả lời những cái mail như này đây. Ui rồi, cái gì làm clip như cái quần què đách họ vậy đó, làm cái tiêu đề cái gì đây. Ui rồi, thấy không, các bạn thấy công việc YouTube sung sướng không? Ui rồi, cái gì thấu tâm tận xương tủy luôn đấy. Ui, mình không hiểu mình làm cái gì mà lại có thể thù hận mình đến như vậy. Đây các bạn nhìn, mình có 462 cái mail nữa, tí nữa sẽ phải ngồi mình sẽ phải rap hết cái đống này. À, nói đến chuyện rap mail mình nhớ, chờ tí để mình chọn người xem cái này. Đây. Đây, nốt cái combo này. MK240 Nano. Đây là một combo phím chuột của Logitech, để mình check lại xem là giá bao nhiêu. 339.000 cho một combo phím chuột mà còn là không dây nhá. Ui, ui, đỉnh đấy. Ngày xưa mà mua một bộ phím chuột không dây ấy, giá nó rất là cao, bây giờ càng ngày đồ công nghệ tốt thì càng rẻ, mà đồ công nghệ giá rẻ thì càng ngày càng tốt. Ngày xưa cách đây mấy năm thì làm gì có chuyện mà đồ không dây, cả phím cả chuột một bộ mà còn có hơn 300.000 một tí. Đây là cái bộ phím này, đó, họa tiết các thứ rất là trẻ trung, mặt sau cũng màu đỏ luôn. Còn đây là con chuột của chúng ta, đó, vậy là một combo hoàn hảo đi kèm với nhau, đó, phím chuột cũng mét màu luôn. Thì đầu tiên là về cảm giác gõ đi,
Thật ra thì với tầm giá khoảng hơn 300.000 mà có cả chuột cả phím thì chúng ta không nên hy vọng quá nhiều là cảm giác gõ của nó sẽ kiểu sẽ sướng, xong rồi sẽ mượt như bơ, xong nảy cái đánh đách các kiểu thì không. Nhưng mà cái cảm giác gõ phím của cái này cũng khá là ok đấy. Đó, rất là tiện dụng cho những ai mà các bạn cần một cái bộ combo phím chuột mà mức giá cơ bản nhất nhưng đáp ứng được đầy đủ những cái nhu cầu của chúng ta. Một cái sự tiện ích rất là lớn của công dây để các bạn cắm một cái đầu vào, các bạn cầm cả phím cả chuột, các bạn ra ghế ngồi, các bạn điều khiển máy tính ấy. Ngày xưa mình rất là hay qua nhà ông bạn mình, xong rồi bọn mình nối cái laptop hoặc nối cái PC cắm thẳng trên TV, xong rồi ngồi từ xa cầm phím cầm chuột ngồi từ xa nha. Điều khiển này, xem phim này, xem YouTube các thứ này thì lúc đấy các bạn mới thấy việc có một cái bộ phím chuột không dây thay vì cái việc là phải chạy hẳn ra tận nơi gõ, với việc ngồi nằm trên giường relax xong rồi nó gõ như này nó rất là thích, rất là phê. Ngoài ra các bạn chỉ cần dùng một cái receiver duy nhất là có thể dùng chung cho được cả phím và chuột, cắm một phát mà nhận cả hai thiết bị ấy. Nó có rất là nhiều ứng dụng mà giá nó rất là rẻ, do đó thì mình nghĩ là việc mua về sử dụng cũng khá là ok. Hơn thế nữa, cái bàn phím này thì theo như mình biết là nó chống được cả cái nước bắn vào ấy, kiểu nước đổ ấy. Xong rồi layout phím cũng rất là gọn gàng này, có đầy đủ tất cả mọi những cái phím chức năng này, cộng trừ tăng giảm âm lượng này, rất là phù hợp đối với những bạn học sinh sinh viên hoặc những ai cần thêm một cái bộ bàn phím và thêm một con chuột bên ngoài mà không muốn bỏ ra quá nhiều tiền nhưng vẫn muốn nó phải đáp ứng được những nhu cầu hàng ngày và vẫn muốn nó phải làm được việc. Người ta hay có cái câu gì nhỉ? À, thức trắng mới biết đêm dài. Mình kiểu mình thức đêm làm việc thường xuyên nên mình chả cho nó dài gì cả. Mình ngồi một tí thôi, xử lý mấy cái mail, mấy cái nội dung linh tinh, xem một vài thứ vớ vẩn mà đã 4 giờ sáng rồi. Giờ chắc là phải đi ngủ rồi. Rồi, nếu như các bạn mà có muốn quan tâm đến một cái món mà ban nãy mình có làm ấy, mà hay muốn mình giveaway ấy, thì để comment xuống phía bên dưới và click vào cái đường link, mình sẽ để phần mô tả video cho những bạn nào quan tâm đến những con chuột, những cái bộ bàn phím mà ban nãy mình có làm ấy. Mình thức cả đêm để lên nội dung cho cái bàn phím và con chuột này. Chẳng phải là mình vừa mới làm nó và mình vừa giới thiệu đến cho mọi người hay sao? Nghĩa là tất cả những cái chỗ mà mình lễ giờ mình ngồi mình gõ ở đây không để làm gì à? Đi ngủ.